xin chào quý khách hàng quay lại cửa hàng máy kính Thái Quang. Thì hôm nay bên Liêm mới ráp xong một cái chồng kính kính mát có độ ha cho anh khách hàng. Đó, rất là đẹp. Thì Liêm quay lại cho mọi người cùng xem. Đây là cái hộp kính bên Liêm nha. Đây, rất màu da. Liêm giới thiệu cho mọi người xem. Thì bên Liêm làm những cái hộp kính tốt và cao cấp ha để tặng cho quý khách hàng. Đây, rất là đẹp ha. Đây, được phủ nhung ha. Được phủ nhung là mặt trước và mặt sau luôn. Cái này là bằng da ha, in khắc nè, gọc hộp là so ha, rất là dày dặn và kim loại, mình có thể mình đóng gói mình gửi kể cả ra nước ngoài vẫn rất là yên tâm nha mọi người. Rồi thì hôm nay là cái kính Liêm là một cái kính mát Lacoste ha, có độ cho anh khách hàng. Có độ nha mọi người. Đây, kính Lacoste rất là đẹp ha. Đây là thông số ha, cái lò xo mọi người coi. Được hai chấu ha, rất là đẹp. Đây, rất là đẹp luôn. Thì cái dòng kính mát có độ thì Liêm giới thiệu rất là nhiều rồi. Thì hiện tại bây giờ bên Liêm có sẵn cung độ là có ba màu nhé, là màu xanh, màu khói và màu trà. Thì cái độ cận độ loạn á, độ cận loạn á, là mình có thể Liêm mình làm được hết nha. Thì và cho những ai mà có nhu cầu đi mà sử dụng cái kính á, bên ngoài nhiều mà mình khi mà mình có độ cận cao á, thì mình mang kính mát á, nó sẽ rất là hạn chế, rất là hạn chế là mình sẽ không có thấy được và mình sẽ giảm cái tầm nhìn rất là nhiều, cái sự trải nghiệm. Đúng rồi, mình đi du lịch đi, mình tốn khoảng mấy chục triệu để mình đi du lịch ở bên châu Âu chẳng hạn, mà mình là mang cái kính mát mà mình không thấy được rõ cái phong cảnh ở bên châu Âu thì mình cảm thấy cái chuyến đi mình cái của mình nó rất là uổng phí ha, so với số tiền mình bỏ ra. Thì bên Liêm làm những cái kính mát có độ để cho giúp khách hàng có thể tầm nhìn rõ nét ha, rất là rõ nét. Rất là rõ nét này. Mọi người thấy rất là rõ nét. Và mình sẽ tăng cái độ trải nghiệm của mình rất là nhiều khi mình đi đi du lịch ha. Cái này kính mát này mình chuyên để có thể mình có thể dùng đi biển nè. Và cái chồng kính này là được phủ chống UV hai mặt nha. Mặt trước và mặt sau đều có lớp ván ha. Nên mọi người sẽ thấy rất là đẹp. Và đeo ở ban trưa tầm khoảng 11 12 giờ trưa thì mình vẫn có thấy mát nha. Tầm nhìn rất là rộng rãi, thoải mái và đẹp. Làm vào những cây kính mát nó rất là ok. Thì hôm nay là anh khách hàng của bên Liêm là chọn cái cây gọng kính Lacoste để làm vào, rất là đẹp nha mọi người. Thì và đây là cái chồng kính có sẵn ha, hoặc là những cái độ đặc biệt á thì bên Liêm đều có những cái chính sách đặt chồng, xưởng sẽ gia công riêng cho bên Liêm để có thể phù hợp với độ của quý khách hàng. Rồi vậy thì ai có nhu cầu thì có thể liên hệ với Liêm thông qua cái số Zalo Liêm để trên màn hình nha. Rồi thì Liêm có thể làm cái chồng kính toàn quốc luôn và mài ráp sẵn hết tất cả và sẽ đóng gói gửi qua bưu điện cho khách hàng. Rồi Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người nha.